Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu vào đền thờ, lúc người giảng dạy các thượng tế và kỳ lão trong đá dân đến hỏi người rằng: Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông? Chúa Giêsu trả lời: Tôi cũng hỏi các ông một điều, nếu các ông trả lời cho tôi thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta? Họ bàn tính với nhau rằng: Nếu ta nói bởi trời thì ông sẽ nói với ta, vậy tại sao các ngươi không tin ông ấy? Và nếu ta nói bởi người ta thì chúng ta sẽ sợ dân chúng, vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri. Bấy giờ họ trả lời Chúa Giêsu rằng: Chúng tôi không được biết. Chúa Giêsu nói với họ: Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, hôm nay các luật sĩ và biệt phái lại bắt bẻ Chúa Giêsu. Ông lấy quyền nào mà làm các điều đấy? Ai đã cho ông quyền này? Khi họ thấy Ngài được dân chúng tung hô vang dội lúc đi vào Jerusalem, và hôm nay lúc đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, Ngài chữa bệnh và giảng dạy trong đền thờ, họ bực tức đặt vấn đề này với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã không trả lời trực tiếp các câu hỏi của họ, nhưng Ngài hỏi ngược lại họ về nguồn gốc phép rửa của Gioan. Đấy là việc làm bởi trời hay bởi người phàm? Câu hỏi này lập tức đưa những luật sĩ và biệt phái vào một thế bị động, tiến thoái lưỡng nan. Nếu họ bảo rằng do Thiên Chúa thì tại sao họ lại không tin, còn bảo rằng đây là do người phàm thì nhất định là mất lòng dân chúng, bởi vì dân chúng tin Gioan. Tuy nhiên, vẫn lòng chai dạ đá, họ đã trả lời một cách vu vơ, vô trách nhiệm: chúng tôi không biết. Chứng tỏ hà rằng họ hèn nhát, không dám nhận sự thật. Anh chị em thân mến, có một câu chuyện kể thời Xuân Thu Chiến Quốc, nghe tin án tử sắp sang thăm nước Sở. Vua nước Sở bảo với quần thần rằng án tử là người nước Tề, là người có tài ăn nói, sắp sang đây, chúng ta phải làm cho hắn bị nhục. Khi án tử đến nơi thì vua nước Sở cho thiết tiệc đãi, và trong lúc đang ăn tiệc thì hai tên lính điệu một người bị trói vào. Vua nước Sở hỏi liền: tên này có tội gì mà bị trói như vậy? Thì họ đáp: đây là người của nước Tề, phạm tội ăn cắp. Vua giật mình, đưa mắt nhìn án tử và bảo: người nước Tề của ngươi hay ăn cắp thế nhỉ? Án tử đứng dậy thưa: chúng tôi nghe nói cây quất mọc ở đất Hoài Nam thì là quất ngọt, nhưng khi đem về trồng ở đất Hoài Bắc thì lại trở thành quất chua. Cành lá giống nhau, quả thì lại chua, quả thì lại ngọt, khác nhau là tại vì sao? Thưa là tại vì thủy thổ khác nhau. Nay người bên nước Tề của tôi là người lương thiện, sang bên nước Sở mà làm ăn thì lại sinh ra trộm cắp. Có lẽ bởi thủy thổ cho nên sinh ra đổi khác chẳng. Nghe như vậy, vua quan nước Sở bó tay chịu nhục.
Sở vương và triều đình của ông cũng giống như luật sĩ và biệt phái trong bài phúc âm. Họ không muốn ai hơn mình, không muốn đối xử tốt với những người không phải là phe mình. Cho nên họ đã không chấp nhận lẽ phải, mà họ còn dùng lời cay đắng độc ác để làm nhục người khác. Sự cố chấp và ác ý này đã khác hẳn câu chuyện ở trong bài đọc một. Ba-la-an là một thầy pháp của dân Mô-áp. Ông lập tế đàn để chúc giữ cho Israel. Nhưng khi đứng lên trên đỉnh núi Pê-o, nhìn thấy Israel đóng trại theo các bộ tộc, những doanh trại oai hùng và thật đẹp, thì ông thay vì nói lời chúc giữ, ông đã nhận ra đúng, đây là dân của Thiên Chúa. Ông đứng lên nói lời chúc lành. Ngày lễ Giáng sinh đã gần kề, ngày của lòng thương xót muôn đời của Thiên Chúa xuống tràn trên chúng ta. Ngày mà Thiên Thần báo tin vui, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chỉ những ai thiện chí, biết xử tốt với anh em của mình, biết bao dung đón nhận người khác, biết rộng lượng chân thành thì mới xứng đáng để ở trong nước của Ngài, nước mà chỉ có những người thành tâm mới bước vào. Các luật sĩ, các biệt phái là những người không thành tâm, là những người cố chấp, không chấp nhận điều tốt, hay là như vua nước Sở xảo quyệt gài bẫy hạ nhục người khác với ác ý, thì chắc chắn không được Chúa chấp nhận. Chúa muốn chúng ta chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng sinh phải với một cái tâm ngay thẳng, phải có một tấm lòng rộng lượng. Và như vậy, chúng ta xứng đáng để đón Chúa đến với chúng ta. Amen.